Thế Tôn khai thị chính là cứu giảng, triển chuyển cứu độ tha thân, tức là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Phát đại tâm tự giác giác tha này chính là niệm danh hiệu Phật, tương ứng với tôn chỉ của kinh này là phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Đã phát đại nguyện, nhất định phải lấy tâm chí thành để đoạn ác tu thiện, tích lũy gốc thiện, nhất định phải nhận thức rõ ràng về thiện ác. Như thế nào là thiện, như thế nào là ác, tiêu chuẩn tuyệt đối là tương ưng với tánh đức. Chính là thiện, còn như trái với tánh đức chính là ác. Cổ nhân rất coi trọng vấn đề này. Người bây giờ không hiểu. Cổ nhân khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, bất luận họ có được học hành hay không, có những tri thức này hay không, họ đều hiểu được đạo lý, tùy thuận tự nhiên. Quý vị thấy mùa xuân giảng vật sinh trưởng, tùy thuận tự nhiên là thương tiếc dạng vật, không được tổn thương nó, nó đang trong thời kỳ sinh trưởng, lúc nào cũng yêu thương, lúc nào cũng bảo hộ, không được tổn thương. Mùa hè trưởng thành, mùa xuân sanh, mùa hè trưởng thành, mùa hè trưởng thành, phải cố gắng chăm sóc. Mùa thu thu hoạch, quá thu hoạch mới có thể hái cây trái. Đi săn, mùa xuân không đi săn. Vì sao vậy? Vì động vật đều mang thai, quý vị không được tổn thương chúng, cũng không được thả lưới bắt cá. Cá nhỏ giống như trẻ con vậy, phải giúp chúng trưởng thành, nên bắt cá dùng lưới rất thưa. Nó có thể lọt ra ngoài lưới, nó chui ra ngoài lưới. Đây là gì? Đây đều là hàng thuận tự nhiên. Nói như cách nói hiện nay là họ biết cách bảo vệ môi trường, họ nhất định không phá hoại sinh thái tự nhiên, yêu thương bảo hộ nó. Mùa đông là thời gian thu hoạch, mùa đông rất lạnh lẽo, cây lá đều rơi rụng nên thu hoạch. Mùa đông là mùa có người nên nghỉ ngơi, giống như nghỉ lễ vậy. Nông dân suốt năm bận rộn, nhưng mùa đông đích thực họ nghỉ ngơi. Kỳ nghỉ rất dài, từ ngày 8 tháng Chạp là ngày nghỉ Tết. Theo tập tục của Trung Quốc, ngày mùng 8 tháng Chạp là đưa ông táo, gọi là lạp bát. Nghỉ Tết đến khi nào? Ngày 2 tháng 2. Quý vị xem mùng 8 tháng Chạp, mùng 8 tháng Giêng, mùng 8 tháng 2, gần 2 tháng. 2 tháng này là nghỉ ngơi, trời đất lạnh lẽo, không thể làm việc nên nghỉ ngơi.
phải nghỉ ngơi để bảo dưỡng thân thể, giống như gọi là bổ sung năng lượng. Mùa xuân dễ làm việc. Nghỉ Tết đến ngày 2 tháng 2 là lễ thổ địa. Bây giờ không còn nữa. Chỉ sợ đến ngày nghỉ lễ Tết cũng không có. Đây chính là gì? Phá hoại sinh thái của chúng ta, phá hoại sinh thái hoàn cảnh sống của chính mình. Cổ nhân hoàn toàn thuận theo đại tự nhiên, nên họ rất khỏe mạnh, rất hạnh phúc, rất an vui.